Chào các bạn, đây chính là cây tô màu của Diệp Trần. Cây tô màu này có chiều dài là 18,5cm, cán cầm dài 7cm và nặng 60g. Các bạn chú ý, hàng chính hãng luôn luôn để villamassagediệptran.com và số điện thoại Diệp Trần điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu. Cây tô màu này, phần cán inox được đánh dẹt như thế này để nó tạo độ rung, có sức bật. Và cái đầu này có gắn cái viên đồng này, khi mà chúng ta rung ấy, thì nó tạo ra cái lực tác động đều như này. Và đảm bảo các tiêu chí của kỹ thuật tô màu là nhanh, nhẹ, đều, khít, không rời mặt da, liên tục hai chiều và phớt trên da. Và khi chúng ta rung, chúng ta chỉ cần rung các ngón tay như thế này thì nó sẽ tạo ra một lực rất là đều và nhẹ, và chúng ta sẽ không bị mỏi tay. Ví dụ chúng ta cần tô lên một vùng huyệt như thế này chẳng hạn, như thế này, chúng ta rung nhẹ các ngón tay như thế này. Đấy, nó sẽ chạy qua lại hai chiều nhanh, nhẹ, phớt và chạm trên mặt da. Đó. Thì kỹ thuật này nó giúp cho những người mới học kỹ thuật tô màu ấy không mất nhiều thời gian để luyện tập đôi tay, mà chúng ta chỉ cần rung nhẹ các ngón tay là như thế đã đảm bảo đúng được kỹ thuật tô màu rồi.